6 bộ đầm khoe body của mỹ nhân Việt dự cưới Puka. Lý Nhã Kỳ, sĩ thanh diện đầm tôn vòng 1 còn Thúy Ngân, Hòa Minh Di khoe chân khi đi tiệc cưới ở biển của Puka và Kim Tuấn Kiệt hôm 4 tháng 11. Thúy Ngân diện trang phục của một local brand theo dress code màu sắc tông nâu be của cô dâu chú rể. Thiết kế có kiểu dáng bất đối xứng với dáng váy chữ A cùng cách xếp layer độc đáo, tập trung khai thác vóc dáng người mặc. Diện thiết kế có giá gần 2,5 triệu đồng, Thúy Ngân khoe được phần xương quai xanh cùng đôi chân thon dài. Mỹ nhân sinh năm 1991 chọn cách mặc không nội y để thêm nét gợi cảm. Hòa Minh Di được khen như nữ thần khi diện váy của nhà thiết kế Phan Huy dự tiệc cưới trên biển Cam Ranh. Thiết kế có kiểu dáng trễ vai cùng phần xẻ tà cao, giúp nữ ca sĩ trông cao ráo hơn. Theo Phan Huy, mẫu đầm được làm từ chất liệu van tơ tầm xếp ly thủ công từng nếp gấp, đính kết dây pha lê bắt ngang vai tôn dáng mềm mại của người mặc. Hòa Minh Di cho biết cô rất thích và thấy thoải mái khi mặc chiếc đầm này. Để chuẩn bị cho đám cưới của Puka, sĩ Thanh mang theo hành lý là 4 bộ đầm đều theo dress code tông be. Trước khi dự tiệc, người đẹp còn nhờ người hâm mộ chọn giúp chiếc váy phù hợp nhất để mặc. Cuối cùng, cô quyết định mặc thiết kế 2 dây với phần dây thắt lưng tôm eo, đôn đẩy vòng 1. Sĩ Thanh cho biết chiếc đầm này được cô mua ngay trước khi đi Cam Ranh. Thiết kế có giá gần 2 triệu đồng, đáp ứng tiêu chí sexy nhưng vẫn lịch sự, chất liệu dày dặn không bị hớ hên khi ra biển. Lý Nhã Kỳ giúp thân hình thanh thoát hơn bằng mẫu váy cổ vuông, siết chặt vòng eo và thân dưới xuề bồng với chất liệu tung cao cấp. Váy còn tạo điểm nhấn bằng các chi tiết metallic tăng khả năng bắt sáng. Nhờ chiếc đầm rễ nải o ép ngực, Lý Nhã Kỳ tôn vòng một lớn tự nhiên. Khi diện đầm màu be cùng lối trang điểm tông cam, người đẹp cũng được khen tươi trẻ. Minh Tú tôn 3 vòng 84, 60, 95cm cùng làn da nâu khỏe khoắn với chiếc váy 2 dây bó sát tông màu hồng nu. Ngoài làm nổi bật đường cong mềm mại của siêu mẫu, chiếc váy còn có khả năng đôn đẩy vòng 1. Kiểu đầm 2 dây này cũng là phong cách Minh Tú yêu thích, thường xuyên diện vì giúp cô khoe vẻ gợi cảm, không cần cầu kỳ vẫn nổi bật. Nam Thư chọn đầm đi tiệc của một thương hiệu váy cưới để dự hôn lễ Puka. Mẫu váy có chất liệu satin cao cấp, phần cúp ngực ôm sát vòng một hình tai mèo độc đáo. Váy khai thác khoảng hở ở vai, ngực cùng phần xẻ tà cao, giúp nữ diễn viên khoe triệt để body. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.